tháng 6 này. Chương trình trực tuyến thực tế Mr. Việt Nam được mong chờ nhất trong năm đã chính thức khởi động. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hơn 200 thí sinh đã đến tham gia phỏng casting để giành lấy vị trí cao nhất của chương trình cùng các cơ hội mới về nghề nghiệp mở ra cho mình. Ban giám khảo và huấn luyện viên là những người có kinh nghiệm cùng uy tín đặc biệt trong showbiz Việt. Họ là những người nổi tiếng với khả năng chuyên môn cao trong việc hướng dẫn và định hướng cho các thí sinh trên con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Tổng giải thưởng giá trị dành cho những người chiến thắng lên đến con số 2,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, những người chiến thắng sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án điện ảnh lớn trong năm và trở thành đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc quốc tế. Sự kịch tính của chương trình được đẩy lên cao với việc tranh tài giữa các thí sinh thuộc hai đội huấn luyện viên khác nhau. Format mới lạ, đầy hấp dẫn và khốc liệt dành cho các thí sinh qua các phần thi ấn tượng, hứa hẹn sẽ thu hút được sự chú ý đặc biệt đến từ khán giả trên khắp cả nước. Để có cơ hội trở thành quán quân chương trình Mr. Việt Nam năm 2019, ghi danh tại buổi casting cuối cùng diễn ra ở California Centurion, Hà Nội vào lúc 12 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2019.